vì vệ tinh là vì vệ tinh yếu là mỗi lần là ăn một ngày hôm nay chúng ta mình tập đi số đây với kinh nghiệm đấy là Nguyễn Tiến Nghĩnh và Nguyễn Quốc Khanh. Kiều Thế Việt đang mời mẹ mời 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 đấy, đây là nhà thơ Nguyễn Quốc Khanh đang giới thiệu tác phẩm để tặng các bạn. Là đối với tất cả. Còn bây giờ là nếu bạn nào mà muốn nghe những bài hát trong tập này có chính bài cả hai, thì là các bạn vô số tung là tình là phải cái các bạn vô số tung đi. Mấy không giờ hướng dẫn cho thấy vô số tung có thể hướng dẫn cho. Thế mà ngay giờ đã nhạc bài tạc bài hát phổ thơ Nguyễn Quốc Khanh là nó ra một bắn hai là chín bài hai là chín bài kết được tám thì được nhưng mà cái đấy là có lẽ hiện chưa kiến trạng nếu mình nghe hát á thì là có lẽ ta nghe được đấy các bạn đang nghe bản nhạc Sông La nghe thấy nghe được thì hơi buồn thế bây giờ đã thì nãy là đã nghe được thì bây giờ là thằng các bạn ngồi nghe một chỗ này và thành hướng dẫn các đường link để nghe hôm nay ok hôm nay là ngày 18 tháng 5 lúc khoảng là 8 giờ gần 8 rưỡi thì chúng ta gặp nhau ở khách sạn chúng ta đây rất vui vẻ cảm thấy không rất vui vẻ đâu đó có một tay mình cũng nói về phá rừng rồi thì phá rừng rồi lại trong rừng rồi lại trong rừng. Rồi. Phải còn cái phá ấy, còn mà trong như thế. Đúng rồi. Cái phá ấy là kia mà còn ấy rồi. Cảm ơn anh. Cái phá thích đề thì tôi đề thống. Phá thì là không nên đề vội. Đấy, toàn cái